Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, phương án quy hoạch hệ thống đô thị của tỉnh gồm 18 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 1, 2 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 3, 3 đô thị loại 4 và 10 đô thị loại 5. Vậy 18 đô thị đó là những đô thị nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cụ thể về 18 đô thị này. 1. Thành phố Hưng Yên. Đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 2. Đến năm 2030, cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại 1, kết nối về phía Bắc với huyện Kim Động, phát triển đô thị sinh thái, du lịch dọc sông Hồng, kết nối về phía Đông với huyện Tiên Lữ, phát triển dịch vụ, khoa học, đào tạo, trung tâm khởi nghiệp. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là quận trung tâm của thành phố Hưng Yên, trực thuộc Trung ương, mang tên quận Phố Hiến. 2. Đô thị Mỹ Hào. Đến năm 2030, Mỹ Hào là thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, khu vực phía Đông Bắc tỉnh, là đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên, trực thuộc Trung ương. 3. Đô thị Văn Tàng. Đến năm 2030, Văn Tàng là thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, là đô thị dịch vụ và nhà ở hiện đại, đồng bộ, theo hướng sinh thái, thông minh, kết nối với khu vực phía Đông và phía Nam của thủ đô Hà Nội. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. 4. Đô thị toàn huyện Văn Lâm. Đến năm 2030, dự kiến thành lập thành phố Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 3, là đô thị trọng điểm, phát triển kinh tế tổng hợp gắn với vùng thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. 5. Đô thị toàn huyện Yên Mỹ. Đến năm 2030, Yên Mỹ là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh, dự kiến thành lập thành phố, là trung tâm công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. Theo quy hoạch được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, các huyện Khoái Châu, Kim Động và Ân Thi sẽ là đô thị loại 4 trực thuộc tỉnh. 6. Đô thị toàn huyện Khoái Châu. Là đô thị trung tâm tiểu vùng giữa tỉnh, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. 7. Đô thị toàn huyện Kim Động. Nằm trên trục phát triển Bắc Nam, là trục chính phát triển của tỉnh và hành lang văn hóa, lịch sử, sinh thái sông Hồng, là khu vực phát triển đô thị sinh thái dịch vụ công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm đầu mối tiêu thụ và trao đổi nông sản hàng hóa với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. 8. Đô thị toàn huyện Ân Thi. Là đô thị phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ, thương mại và nhà ở. Khai thác lợi thế đầu mối giao thông vận tải logistics gắn với khu vực cảng cạn ICD tại nút giao Tân Phúc. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050 là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. Theo quy hoạch của tỉnh, mục tiêu đến năm 2030, các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ sẽ có 10 đô thị loại 5. 9. Đô thị Trần Cao, huyện Phù Cừ. Là thị trấn huyện lỵ, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện Phù Cừ, là đô thị dịch vụ công nghiệp phía đông nam của tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2030 là đô thị loại 5. 10. Đô thị Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ là đô thị loại 5, nằm trong khu vực giao nhau của trục phát triển Bắc Nam và Đông Tây, là trung tâm dịch vụ của vùng liên xã phía Nam thị trấn Trần Cao. 11. Đô thị Tống Chân, huyện Phù Cừ là đô thị loại 5, là đô thị sinh thái nằm trong trục kinh tế Bắc Nam phía Đông, phát triển thương mại, dịch vụ và nhà ở sinh thái gắn với khu du lịch nước khoáng nóng và di tích lịch sử đền Tống Chân. 12. Đô thị Minh Tân, huyện Phù Cừ là đô thị loại 5 phát triển theo hướng sinh thái, là trung tâm dịch vụ của khu vực phía Bắc huyện Phù Cừ, khai thác, thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch, thương mại và nhà ở sinh thái. 13, 14, 15, đô thị Quang Hưng, Tống Phan, Nhật Quang, huyện Phù Cừ là đô thị loại 5 phát triển theo hướng sinh thái. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050, cả 7 đô thị này nằm trong cấu trúc thị xã Phù Cừ.
16 đô thị vương là thị trấn, huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Tiên Lữ, là đô thị dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp. Đến năm 2030, đô thị vương mở rộng bao gồm thị trấn vương, các xã Ngô Quyền và Tị Chế là đô thị loại 4 trực thuộc tỉnh. 17-18, đô thị Thụy Lôi, Hải Triều, huyện Tiên Lữ là đô thị loại 5 khai thác trục phát triển Bắc Nam của tỉnh, thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng sinh thái. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050, cả ba đô thị này nằm trong cấu trúc thị xã Tiên Lữ,